Hôm nay tôi muốn chia sẻ cho mọi người, tham lam chính là động lực đi lên. Thế giới tài chính tàn khốc giống như trong rừng sâu vậy. Bạn không tham thì sẽ bị người ta nuốt chửng. Nghe nói cậu muốn làm phó chủ tịch của ủy ban chứng khoán, ai ngờ quay ngược lại bị người ta lừa vào trong. Nếu trong ủy ban chứng khoán có mờ ám, tôi hy vọng cậu có thể nhổ cỏ tận gốc. Tôi cảm ơn cậu. Lần này chúng ta xác định nhân vật mục tiêu mới nhất, Jack Úc. Bọn chúng lợi dụng diễn đàn tư nhân để trao đổi tiền ảo, tiến hành giao dịch xuyên quốc gia. Sư phụ đang suy nghĩ gì vậy? Tôi đang suy nghĩ Jack Úc đang suy tính chuyện gì. Tôi chỉ biết trên đời này có thắng và thua thôi. Cũng giống như trước giờ cậu không ngại làm những chuyện mờ ám. Lấy xong đồ rồi thì đi đi. Buông tôi ra. Bà Trác, lên xe đi. Buông ra. Sao đây, có hứng thú vô làm không? Cô báo tin cho tôi, bản thân cũng phải cẩn thận. Sau khi anh cầm tiền này, chúng ta không ai nợ anh. Đến lúc này rồi, chúng ta đừng suy nghĩ nhiều quá. Quan trọng nhất là phản bại thành thắng. Đây là tất cả chứng cứ phạm tội. Tôi thực sự muốn biết thực ra cậu chính trực như thế nào. Tôi cảm thấy trong lòng anh ta không đơn giản là bạn thân của anh. Từ trước tới giờ em đều tin người em lấy là anh. Bây giờ tôi muốn cô đích thân bắt cầu cho Shiko. Tôi không ngại cô tiếp cận chồng tôi, nhưng cô nhất định phải nghe lời tôi. Nếu có thể làm Trác Úc tin chắc Shiko có thể mua bán trên thị trường, tôi sẽ có được cách làm hắn thua hết toàn bộ gia tài. Hỏi cô tại sao lại hắt vào kho tài liệu cơ mà. Tôi không có làm vậy. Bây giờ nhất định phải tìm được Tư Nhã. Anh nhất định phải bảo vệ cổ. Nhưng không có nghĩa là anh không yêu em. Đừng suốt ngày thử thách giới hạn của anh nữa. Bây giờ anh đang thử thách giới hạn của tôi đó. Lợi hại lắm. Trước mặt cô của anh thì đóng vai cháu ngoan, sau lưng thì hợp tác với Trác Úc. Chàng không ngờ lại xảy ra tai nạn như vậy. Điều này không giống như tai nạn. Muốn thành công, anh cảm thấy truy sát một công ty nhanh hơn hay truy sát một người nhanh hơn? Chúc mừng anh em, cuối cùng anh cũng đạt được như ý, trở thành chủ tịch ủy ban chứng khoán. Anh đã hại chết ba của tôi. Anh hại chết má tôi. Cho dù tôi chết, tôi cũng sẽ phải chết chung với anh. Làm gì vậy? Cô điên rồi sao? Tư Nhã! Tư Nhã! Tư Nhã! Có phải các người đã làm cho cổ bị bắt không? Tôi không biết là anh ta có chứng cứ phạm tội của Tư Nhã. Khi tới hiện trường thì đã xảy ra chuyện rồi. Các người hại vợ tôi ngồi tù, bây giờ luôn cả con của chúng tôi cũng không còn nữa. Anh muốn gì đây? Đời công việc anh, tôi diệt anh. Bộ phim Tiền và Tình phát sóng lúc 18 giờ trên SCTV 9.